Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Ngài! Cảm ơn Ngài! Amen! Cảm ơn Ngài! Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Môn Dân gửi lời chào hết tất cả ông bà anh chị em đang theo dõi Hội Thánh qua live stream. Chị Chúa ban phước cho anh chị em trong thời giờ nghe lời của Ngài giờ này. Cảm ơn Chúa và tất cả ông bà anh chị em ở đây cũng vậy luôn. Cho tôi xuống kia một chút thì tôi rất là cảm thông với những anh chị em ngồi bên dưới. Nó rất là nóng. À, có lẽ là chúng ta sẽ đề xuất để lắp thêm máy lạnh phải không ạ? Nó nóng lắm. Rất là nóng cho nên là thôi chịu khó tí ha. Chúa Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta mát giờ này. Amen. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Amen. À, vừa mới sáng sớm nay tôi nhận được một cái tin lời làm chứng rất là khích lệ. Tôi muốn chia sẻ cho anh chị em. Mới sáng sớm tôi thức dậy để cầu nguyện thì tôi đọc được cái tin này rất là hay. Tôi đọc cho anh chị em nghe. Có một người gửi cho tôi nè. À, như thế này anh chị em. À, em cảm ơn Chúa đã dùng mục sư cầu nguyện cho em trong kỳ đại hội Bồi Linh ở Thái Bình cuối tháng 3 vừa rồi. Em từ một người không hiểu lời Chúa, đọc không nhớ, không biết gì vào trong lòng, nhưng sau khi được cầu nguyện, bây giờ em đã yêu quý và khao khát lời Chúa. Em còn kinh nghiệm được một điều nữa là ma quỷ không thể nào ngăn trở được mục sư giảng dạy lời Chúa. Đó là đó là một buổi sáng khi em nghe một sư giảng qua mạng thì em ngủ ly bì mê mệt. Nhưng một sư đã bước vào trong tận giấc mơ của em giảng lời Chúa. Và cảm ơn Chúa đã ban quyền năng cầu nguyện giảng dạy lời đó cho một sư. Và bây giờ thì em, trước đây em là người hay bắt bớ những người rao giảng lời Chúa vì em xuất thân từ đạo Phật. Nhưng với một sư thì em bị bắt phục hoàn toàn. Lạ lùng, cái này tôi thấy rất là hay. Không ạ, tức là bây giờ nghe lúc tỉnh không được thì Chúa dùng nghe lúc mơ luôn. Cái này thì tôi nghĩ là không có gì có thể ngăn trở được Chúa nữa rồi. Wow. Và tôi đọc cái lời chứng này tôi rất là được khích lệ là Chúa có thể dùng đủ mọi cách để nâng đỡ con cái của Ngài. Và nhiều con cái của Ngài cũng ở trong cái tình trạng như người chị em này. Không ạ, mặc dù mình tin Chúa, mình đi với Chúa, nhưng mà cái đời sống mình nó cứ lơ mơ làng màng như thế nào đấy. Không chạm được đến cái đấng quyền năng như Kinh Thánh đã chép. Và khi tôi suy ngẫm về chủ đề này đó, Chúa cho tôi một cái hình ảnh. Anh chị em đã bao giờ thấy một cái xe mà nó chở quá tải nó chạy trên đường chưa? Quá tải. Chở quá đi, ví dụ cái xe chở được 2 tấn thì chắc lên 20 tấn. Đúng không? Đi rồi nó lết sang bên này, nó lết sang bên kia. Rồi bánh rồi nó quẹo quọ, nó lắc lư. Thậm chí nó nguy hiểm cho cái người ở trên cái xe đó đã một chuyện rồi, mà những ai xung quanh đều tránh xa hết. Tránh xa hết, nguy hiểm quá. Và anh chị em đôi khi đó, cái đời sống tâm linh của mình nó cũng giống như cái xe quá tải. Đi mà nó lết từng bước, đúng không ạ? Lắc lư. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là rớt xuống vực liền. À, có tình trạng đó anh chị em ạ. Giống như Chúa nói đó, Chúa cũng biết chúng ta, cho nên Chúa nói trong lời Ngài một câu rất là hay. Ta không bao giờ bẻ cây sậy thắp gãy, cũng không bao giờ dập tắt ngọn đèn gần tàn. Chúa hiểu tình trạng của mình anh chị em ạ. Đôi lúc trong cuộc sống mình có những cái lúc như là cái cây sậy sắp gãy trước gió, và như cái ngọn đèn leo lét, anh chị em thấy ngọn đèn mà chỉ cần thổi một tí nữa thôi lại tắt luôn. Nhưng mà Chúa nói ta không thổi nó, amen, ta không bẻ nó. Chúa đến để nâng đỡ chúng ta. Chúa đến để nâng đỡ chúng ta. Đó là một điểm hết sức diệu kỳ. Hết sức diệu kỳ. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, khi tôi suy ngẫm về cái đề tài này thì tôi mới được Chúa đặt cho mình một cái tựa đề của bài giảng. Nó hơi lạ một tí nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp cho chúng ta. Đó là tôi đặt là khi nào thì nên quay lại điểm xuất phát. Khi nào thì nên quay lại điểm xuất phát.
Có những lúc chúng ta đi quá xa nhưng mà lại đi lạc đường. Chúng ta cần trở lại điểm xuất phát để đi cho nó đúng. Amen chị em. Đây là cái điều mà hết sức là cần thiết cho mỗi một chúng ta suy ngẫm buổi sáng hôm nay. Bởi vì chính bản thân tôi trong cuộc đời thực cũng như là cuộc đời tâm linh, tôi có kinh nghiệm được điều này, là trở lại điểm xuất phát là cần thiết. Cái năm tôi học lớp 7 gì đó, tôi không hiểu tại sao mà tôi học rất là dốt. Không hiểu tại sao. Dốt lắm cơ. Không ạ. Dốt lắm. Nhất là mấy cái môn tự nhiên á, toán lý hóa rồi, không có biết làm một cái gì cả. Không biết làm gì. Mặc dù là mình rất chăm chỉ nha, chứ không phải là mình lười biếng thì mình dốt không nói gì. Mình vẫn chăm chỉ, vẫn thức khuya dậy sớm, vẫn đọc sách, vẫn làm bài. Nhưng mà dốt vẫn cứ dốt. Anh em bao giờ có kinh nghiệm cái sự đó trong đời sống mình chưa? Chăm chỉ vẫn chăm chỉ mà dốt vẫn cứ dốt. Thế thì cái hồi đó tôi nhớ là đi học thêm. Đi học thêm. Thì sau khi ông thầy ông kiểm tra hết mọi thứ đó, thì ông nói là em à, em bị mất căn bản rồi, cho nên em có học biết nó cũng khá được, em cần trở lại từ đầu, học lại căn bản. Rồi trên cái căn bản đó đó, em mới có thể phát triển được, mới có thể giỏi lên được. Còn bây giờ nếu mình bỏ qua cái căn bản mà mình cứ chấp vá, thì mãi mãi mình cũng chỉ là người chấp vá thôi. May thì nó được, còn không may thì bình thường thì sẽ là những cái điều yếu kém. Mà đúng thiệt, sau khi tôi nghe như vậy rồi thì bắt đầu học lại và ông dạy lại căn bản, toán lý hóa căn bản, tất cả những cái gì mà ở cái nền tảng tiểu học lớp 5, lớp 6 đã học, bây giờ phải học lại, thì lên lớp 7, lớp 8, lớp 9 mới biết được. Đó là những cái cơ sở. Và tôi quay trở lại để học lại những cái nền tảng đó. Thì đúng thiệt anh chị em, lớp 9 trở lên bắt đầu nó khá dần lên, cho đến khi lớp 12 thi đại học là được đi du học luôn, anh chị em biết rồi đó. Và đây là một cái chỗ rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Cho nên qua cái kinh nghiệm cuộc sống này và tôi ứng dụng trong đời sống tâm linh đó, tôi thấy là đôi khi đời sống tâm linh chúng ta cũng bị mất căn bản. Mất căn bản. Và cái biểu hiện của cái sự mất căn bản đó là chúng ta nỗ lực rất nhiều nhưng mà tiến bộ rất ít. Tôi biết có những anh chị em rất thật lòng để mở kinh thánh, siêng năng mở kinh thánh, thật lòng cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ làm tất cả công việc Chúa, nhưng mà sự tiến bộ rất ít. Anh em có thấy không? Tiến bộ rất ít. Và tôi cho rằng những điều đó là điều bị mất căn bản thuộc linh. Và nếu chúng ta để một thời gian nữa mà không giải quyết đó, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chết lâm sàng thuộc linh. Chết lâm sàng có nghĩa là trong là vẫn sống nhưng thật sự không còn chuyển động được nữa, không còn một cái gì hoạt động trong thế giới linh. Chết lâm sàng. Và những cái biểu hiện chết lâm sàng đó nó có thể như thế này anh chị em, nó sẽ dần dần kéo anh chị em bỏ sự nhóm lại, không còn hứng thú nhóm lại nữa. Nghĩ đến đi nhóm là chán chường, nghĩ đến đi nhóm là nặng nề, nghĩ đến đi nhóm là gì đó giống như là treo một cái gánh nặng, một cái trách nhiệm, một cái áp lực. Đây là dấu hiệu. Dấu hiệu tiếp theo đó là biểu hiện chết lâm sàng là gì? Không muốn giao thông, tiếp xúc, nói chuyện, trò chuyện, kết giao với con cái Chúa. Không muốn. Thích cái đám bạn kia cơ, chứ không thích đám bạn này. Đó à? Đây là cái dấu hiệu. Tiếp theo nữa là bắt đầu lơ là. Mới lần đầu còn cố gắng nỗ lực, nhưng sau này lơ là, không thấy kinh thánh là ham thích nữa, không thấy cầu nguyện là ham thích, không thấy thờ phượng là ham thích, và thấy là gánh nặng. Gánh nặng, nặng nề vô cùng. Mỗi lần nghĩ đến đọc kinh thánh là giống như là đi ở tù vậy, chuẩn bị là treo bản án rồi. Không ạ? Nhưng mà mỗi lần mà rủ đi cà phê, cà pháo, tán dóc thì thôi rồi, mặt mày tươi rối rối lên. Đó là biểu hiện chết lâm sàng thuộc linh. Rồi cuối cùng, nó dẫn anh chị em mình đến cái chỗ là gì? Chấp nhận và thỏa hiệp một số những tội lỗi. Yêu thích, chúng ta lại thích sống trong tội lỗi hơn là thích sống thánh khiết. Và tình trạng đó anh chị em à, nó kéo chính đời sống tâm linh chúng ta đi xuống
và cả hội thánh đi xuống. Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Và cuối cùng là gì? Bỏ đạo luôn. Bỏ đức tin và hư mất đời đời. Vì vậy buổi sáng hôm nay tôi nghĩ rằng Chúa sẽ dùng những lời này để trả lời cho câu hỏi của tất cả anh chị em mình. Khi nào thì cần quay lại điểm xuất phát? Rất cần thiết, đúng không ạ? Anh chị em biết đó, Chúa dựng mình một đời sống, một con người, nó có cái gốc, cái nền. Cái gốc, cái nền của mỗi một chúng ta chính là đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh nó không phải là cái thân thể hay là kiến thức, không. Cái gốc, cái nền chính là tấm lòng. Khi Chúa nói, đúng không ạ? Khi Chúa nói hãy giữ lòng con hơn hết vì các nguồn sự sống từ đó mà ra, có nghĩa là gì? Tất cả những gì chúng ta có được, thọ nguyện được trên đời này, từ tấm lòng chúng ta mà ra, từ đời sống tâm linh chúng ta mà ra. Cho nên chị em hãy chú ý điều này nha. Tôi sẽ nói một cái sự thật trong cuộc đời của mỗi một chúng ta là tại sao chúng ta gặp những cái rắc rối, chúng ta gặp những cái thứ nan đề, chúng ta gặp những cái điều mà nó có thể làm hại mình, nó kéo mình đi giống như là chết lâm sàng, là bởi vì cái đời sống tâm linh chúng ta chưa được xây dựng đủ mạnh để có thể chứa những thứ đó. Chưa đủ mạnh để chứa sự đó. Ví dụ, một người tại sao lại dễ bị cám dỗ bởi danh lợi quyền tiền? Đó là nói về mặt chiều đi lên. Tại sao một người đang sống bình thường nhưng mà khi có tiền đến thì anh ấy bắt đầu xa đọa, anh ấy bắt đầu biến đổi tính nết, có quyền lực đến bắt đầu biến thành con người khác, gian manh hơn, hung ác hơn, tàn độc hơn. Có tiền đến một cái bắt đầu ăn chơi xài phá, sống một đời sống vô đạo đức hơn. Tại sao? Bởi vì tâm linh anh ta chưa được đủ mạnh để chống được những quyền lực của cám dỗ. Mà khi những cái sự cám dỗ nó đến, anh không thể chống lại được. Ở chiều ngược lại, tại sao có một số đời sống chúng ta lại luôn luôn gặp trong sự rắc rối? Nào là nợ nần, bệnh tật, đau yếu, mất tự do, rồi trầm cảm, mất ngủ, các kiểu. Tại sao? Tại vì đời sống tâm linh chúng ta chưa đủ sự khôn ngoan để giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Và những sự khác nó đến, nó dụ dỗ chúng ta ước vào những cái thứ để nó cướp, giết và hủy diệt đời sống của mình. Vì vậy anh chị em, tập trung xây dựng một đời sống tâm linh vững mạnh, đủ mạnh, đủ khôn, đủ thông sáng, gần gũi Chúa, chính là cái nền tảng vững chắc cho chúng ta có thể bước đi và thụ hưởng một cuộc sống thiên đàng ngay chính trên đất này. Vì vậy, tiên tri TB Joshua ông hay nói đó, nếu các bạn muốn thịnh vượng, các bạn muốn mạnh mẽ, các bạn muốn thành công, thì nơi các bạn thành công, mạnh mẽ, thịnh vượng đầu tiên phải là đời sống tâm linh. Còn nếu chúng ta tìm khác đi đó, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta sẽ bị đưa đến cái chỗ giống như chiếc xe quá tải nãy tôi vừa kể. Và nó dẫn chúng ta đến tình trạng gì ạ? Chết lâm sàng thuộc linh mà không biết. Đó anh chị. Tại sao nhiều con cái Chúa có thể dẫn đến tình trạng đó? Một là vì chúng ta đã đặt một cái nền móng đức tin ban đầu không đúng. Cái nền móng mình ban đầu không đúng. Câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta học thuộc lòng nói gì ạ? Anh em đã tiếp nhận Chúa Giêsu thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy đâm rễ lập nền ở trong Ngài. Đây là nền tảng mà chúng ta cần dựng lên, cần bước, cần xây dựng lên và bước tới. Nhưng mà thật sự không may, nếu chúng ta lại xây dựng một cái nền tảng ban đầu bị sai, thì anh em nghĩ gì? Chúng ta sẽ bắt đầu mãi mãi bị sai. Mãi mãi bị sai. Một ví dụ rất dễ hiểu ha. Anh em mặc cái áo sơ mi cả thường có mấy cái cúc, 5 cái đúng không? Anh em sai cái cúc đầu tiên thì sẽ sai hết, phải đúng không? 5 cái nhưng mà mình xa lê cái bắt đầu cứ gài thôi, sao cái áo mình xa lê, thế là phải gỡ ra hết và cài lại.
Thì đời sống tâm linh chúng ta cũng vậy. Nếu cái nền tảng ban đầu, đức tin ban đầu chúng ta bị sai, tôi nói với anh chị em nè, chúng ta phải đập tất cả sai lại. Đập tất cả sai lại. Nếu không á, nó rất là nguy hiểm. Cái thứ hai là có thể ban đầu chúng ta đúng, nhưng mà sau một thời gian chúng ta đi với Chúa, chúng ta đã vội vàng thêm thắt vào đức tin chúng ta những điều không có trong Chúa. Chúng ta đi quá xa con đường mà Chúa đã định cho mình, và có vô số những lối rẽ mà Chúa không dành cho chúng ta trong kế hoạch của Ngài. Chúng ta đi một hồi, đi một hồi, đi một hồi, cuối cùng sao ạ? Chúng ta thấy mình đang đi đâu á, chứ không đi cùng với Chúa nữa. Chúng ta thấy mình đang hướng về đâu á, chứ không hướng về thiên đàng nữa. Đây là chỗ hết sức là nguy hiểm thưa ông bạn chị em. Cho nên hai điểm này đó, nếu như hiện nay chúng ta phát hiện có trong đời sống của mình, thì hãy chú ý nè, chúng ta phải nhanh chóng quay lại điểm xuất phát. Và bây giờ tôi sẽ nói cho anh chị em, điểm xuất phát là gì? Chúng ta phải quay lại chỗ nào? Phải không ạ? Chúa cũng khuyên chúng ta như vậy mà. Trong Ê-sai chương 31 câu 6 Chúa nói: hỡi con cái Israel, vậy hãy trở lại cùng đấng mà các ngươi đã giấy loạn nghịch cùng. Hoặc Sa-rít Sa-cha-ri chương 1 câu 3 chép là: vậy ngươi khá nói cùng chúng rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, hãy trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Trong Khải Huyền chương 2 câu 5 thì Chúa nói rõ hơn: vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình, bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chăn đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Rõ ràng cho em thấy phải không ạ? Đó là cái chỗ hết sức mà chúng ta chú ý. Có ba khúc kinh thánh này Chúa muốn chúng ta trở lại. Chúa muốn chúng ta trở lại. Và khúc cuối cùng là Chúa cùng muốn cho chúng ta biết là mình sa sút từ chỗ nào hết. Cho nên nếu ngày hôm nay đang ngồi đây, anh chị em đang cảm nhận rằng mình cần có một sự bứt phá trong đời sống tâm linh của mình, mình cần có một sự thay đổi một cách đột phá, giống như cái lời chứng của cái người ở trong cái tin nhắn mà tôi vừa nói cho anh chị em. Một cái gì đó biến đổi ngoan mục, một cái gì đó mà thuyết phục anh chị em đầu phục hoàn toàn Chúa Giê-xu. Thì rõ ràng hôm nay anh chị em phải nghiêm túc khám phá lại đời sống tâm linh của mình một cách chân thành trước mặt Chúa. Lạy Chúa, sao con còn chỗ này con thấy chưa ổn, sao chỗ kia con thấy chưa ổn, sức khỏe con chưa ổn, gia đình con chưa ổn Chúa, công ăn chuyện làm con chưa ổn Chúa, sự hầu việc Chúa của con cũng chưa ổn Chúa, nhiều cái đời sống đạo đức hàng ngày của con thành thật trước mặt Chúa là con cũng thấy nó cũng chưa ổn Chúa. Thì phải xem lại. Chúa kêu chúng ta ăn năn và làm lại những công việc ban đầu. Những công việc ban đầu là nền tảng. Vì vậy cho nên ở đây nha anh chị em, tôi muốn nói một chút về cái chuyện ban đầu ở đây. Nền tảng ban đầu cho tất cả chúng ta. Tôi cũng phải có cái khởi đầu, anh chị em cũng có cái khởi đầu khi mình đến với Chúa. Và cái khởi đầu đó nó phải đúng. Còn nếu nó không đúng á, thì giống như tôi nói rồi, chúng ta đã cài sai cúc áo đầu tiên. Cài sai cúc áo đầu tiên. Dù chúng ta có cố cài hết đi chăng nữa, thì nhìn vào đời sống chúng ta nó cũng méo mó lệch lạc khó coi. Rất khó coi. Phải không ạ? Có một câu chuyện rất là hay ở trong sách Naomi, trong sách Ruther, nói về gia đình của cô Naomi. Chắc anh chị em nào tin Chúa lâu thì đã đọc rồi. Còn những anh chị em chưa đọc thì tôi cũng kể vắn tắt. Naomi có hai con trai và bà sống trong nước Do Thái. Nhưng mà trong cái thời của bà đó thì đói kém nó xảy ra. Cho nên bà quyết định bỏ xứ của Chúa và đi đến một cái quê hương gọi là xứ Moab. Và sinh sống ở đó. Giống như chúng ta vậy đó. Khi đói kém chúng ta hãy di chuyển đi từ thành phố này thành phố khác để kiếm cái điều kiện tốt hơn. Thì hai con trai bà mới lấy hai con dâu người ngoại đạo xứ Moab. Và một trong hai con dâu đó có tên là Ruther. Thì sau một thời gian sống ở xứ xa xứ sở quê hương thì không hiểu lý do gì, kinh thánh cũng không có nói rõ,
là cả nhà bà chết sạch, chỉ còn mình bà với hai con dâu thôi, tất cả đàn ông chết hết. À, không hiểu cái này thì mình không bàn lý do không ạ. Nhưng mà cái bối cảnh là gì? Bà chỉ còn một mình bà với hai con dâu, và bà nghe tin Đức Chúa Trời đã thăm viếng xứ sở thì bà quyết định trở về. Bà dẫn bà nói với hai con dâu bà là: hai con ơi, con hãy trở về nhà mình đi, lấy chồng đi, con còn trẻ lắm, mẹ không còn một đứa nào để gả cho các con được nữa hết, cũng không có lo tương lai các con được, về đi để mẹ trở về một mình. Thì trong hai con dâu đó thì có một cô tên Ruther, cô quyết định, cô nói không, con sẽ đi với mẹ, mẹ đi đâu con đi đó, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Cô quyết định như vậy và cô ấy trở về cùng với mẹ chồng của mình về quê hương. Và khi trở lại với mảnh đất của Đức Chúa Trời thì họ không còn nhà, không còn đất, không còn tài sản, và Ruther phải đi mót lúa, đi mót lúa để nuôi bà gia mình, nuôi mẹ chồng mình cùng với chính mình. Anh em thấy cái hoàn cảnh không ạ? Hoàn cảnh rất là hoàn cảnh. Và cái câu chuyện đó đó, câu chuyện đó nó vẽ lên bức tranh của mỗi một chúng ta. Tôi vọng bạn cho em ngồi đây giống như Ruther ở xứ Moab vậy đó, ngoại đạo, không ạ? Không biết Đức Chúa Trời, nhưng mà vì một lý do nào đó Đức Chúa Thánh Linh đã kéo chúng ta, giảng về Chúa Giêsu cho chúng ta, trình bày về Đức Chúa Trời cho chúng ta, và chúng ta bằng lòng gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta một lúc nào đó đã nói không, con không ở lại thế giới này, con muốn Chúa ở đâu con ở đó, Đức Chúa Trời của Chúa là Đức Chúa Trời của con sẽ là con cái của Ngài. Chúng ta thực sự trước đây không có mối quan hệ gì với Đức Chúa Trời, nhưng mà nhờ Thánh Linh, nhờ cứu Chúa Giêsu, bây giờ tôi vọng bạn cho em là con trai con gái trong nhà của Chúa. Đây là cái nền tảng ban đầu. Chúng ta phải hiểu mình xuất phát từ đâu. Chúng ta xuất phát từ ở một cái chỗ đáng lẽ phải chết, bây giờ được sống. Đáng lẽ bị bỏ, bây giờ được nhìn nhận. Đáng lẽ phải hư mất, bây giờ thì được sạch tội và được sống rồi. Đó. Và ở trong chương 3 này nó có một cái khúc mà tôi thấy rất là lý thú để chia sẻ với bạn trong buổi sáng hôm nay. Trong chương 3 của sách Ruther, từ câu 1 tôi đọc anh chị em nghe. Chương 3 nè: Naomi bà gia Ruther nói cùng nàng rằng, nói cùng Ruther đó, nói cùng nàng rằng: hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Đây là bà Naomi nói. Rồi trong câu 3 bà mới nói: vậy thì con hãy tắm rửa, sức dầu, mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa. Không ạ? Bối cảnh câu chuyện này là gì đây? Naomi nhìn thấy con dâu của mình mỗi ngày phải đi mót lúa để về nuôi mình và nuôi bản thân, thì bà không đành lòng. Bà không đành lòng. Bà nhìn con dâu mình là cái người đã trở lại và rất yêu mến Đức Chúa Trời của Israel, và bà nói sao chứ? Bà nói rằng: hỡi con gái ta, mà mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Anh chị em ơi, Naomi chính là hình ảnh của Đức Thánh Linh, là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến để giúp đỡ tôi và bạn chị em. Ngày hôm nay có thể Đức Thánh Linh đang nói vào lòng của bạn chị em đang ngồi ở đây: ta phải lo cho con một chỗ an thân, ta muốn con được phước hạnh. Đức Thánh Linh luôn muốn anh chị em được sống phước hạnh và vui hưởng sự sống của Đức Chúa Trời. Cho dù hoàn cảnh của anh chị em có ra sao, anh chị em xuất thân từ đâu, anh em xuất thân từ nghèo hèn, từ một gia đình không danh giá, từ một cái tầng lớp xã hội không được nhìn nhận, từ một cái bối cảnh, một cái hoàn cảnh cực kỳ là bi đát đi chăng nữa, thì ngay khi anh chị em đã bước vào gia đình của Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh phán rằng Ngài muốn anh em chị em được phước. Đó là ý muốn. Vậy thì làm sao đây? Làm sao để mình được an thân và được phước đây? Naomi đã chỉ cho Ruther, anh em đọc sẽ thấy ha, trong Ruther chương 3: hãy tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo. Ta anh chị em, tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo. Anh em đọc câu này thấy có thấy ngạc nhiên không? Chứ tôi hỏi anh chị em, chứ không lẽ hàng ngày Ruther không tắm à? Mà giờ mới bảo tắm, nó cũng kỳ đúng không ạ? Rồi hàng ngày Ruther không sức dầu à?
sao giờ mới xuất dọn? Rồi hàng ngày ru tơ ở ruộng à? Hay sao giờ mới bảo mặc quần áo? Cho nên mình phải suy nghĩ ở ba cái điểm này mà Naomi đã nói với Ruth như hình ảnh của Đức Thánh Linh nói với mỗi một chúng ta hôm nay. Tắm rửa, tôi nghĩ đây đó là hình ảnh của sự rửa sạch những gì dơ bẩn, những gì hôi hám, những gì không phù hợp trước khi bước vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rõ ràng Naomi muốn Ruth gặp Boaz. Boaz là một người giàu có, một người bà con, một người có quyền chuộc sản nghiệp, một người có thể khiến cho Ruth có cuộc sống an thân, thịnh vượng và phước hạnh. Giống như chúng ta vậy đó. Đức Chúa Trời là Đấng có thể khiến cho anh em được vinh hiển, được đầy ơn, được phước hạnh, được chữa lành, được tự do. Nhưng trước khi bước vào Ngài, Chúa cần anh Thánh Linh nói cho em là hãy tắm rửa đi. Tắm rửa đi. Vậy thì cái hành động này khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, liệu phần hồn, phần linh của mình có còn điều gì dơ bẩn hay không? Liệu mình có đang sống với những sự dối trá, cay đắng, giận hờn, tức bình, kêu rêu, mắng nhiếc, buồn bực hay không? Liệu mình có đang sống trong những mối quan hệ bất chính như tà dâm, ngoại tình, ô uế hay không? Liệu mình có đang bị cuốn hút vào những sự nghiện ngập làm nhục thân thể mình như là nghiện ma túy, nghiện thuốc lá, thuốc lào, nghiện bia, nghiện rượu, nghiện phim khiêu dâm hay không? Những cái đó đó anh chị em, về mặt thuộc linh á, là những sự ô uế cho thân linh của mình. Những ai sống trong những sự đó thì thân linh của họ cực kỳ hôi hám và không phù hợp để đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào bước vào cái sự an thân phước hạnh khi chúng ta không chịu tắm rửa. Nếu anh em không chịu tắm rửa, chắc chắn con đường để bước vào cái cõi phước hạnh tâm linh bị đóng lại. Đây là nền tảng ban đầu. Nền tảng ban đầu. Tôi không hiểu rằng có ai đó đã đặt cái nền sai không? Cái ai đó đã từng nghe rồi, nghe người ta nói rằng không cần đâu, cứ đến với Chúa đi, Chúa yêu thương mà, Chúa ban phước mà, Chúa chữa lành mà, rồi mọi sự đâu vào đó mà. Cái ai đã từng giảng cho anh em như vậy không? Chúa chấp nhận hết mà, Chúa ân điển mà. Cái ai từng giảng cho anh em như vậy không? Và đời sống anh em vẫn y nguyên, hôi hám vẫn còn hôi hám đó, mùi phân lợn phân trâu vẫn còn đó. Không đâu, Đức Chúa Trời nói rất rõ trong lời Ngài, hãy ăn năn và tin phúc âm của Chúa Giêsu. Cho nên đôi khi cái nền tảng căn bản đó là chúng ta đã bỏ qua một sự ăn năn sâu sắc để trở lại với Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Và đây là cái chỗ mà nó dẫn cho chúng ta, giống như tôi nói anh chị em á, đã lệch mất cúc áo đầu tiên. Cúc áo đầu tiên của chúng ta đã lệch mất. Chúng ta đồng đi với Đức Chúa Trời với những tội lỗi chưa ăn năn. Chúng ta đồng đi với Đức Chúa Trời với những sự hôi hám chưa ăn năn. Chúng ta đồng đi với Đức Chúa Trời với những sự mà Chúa không muốn nghe, muốn ngửi thấy trên người của chúng ta. Tôi hỏi rằng nếu như vậy, chúng ta có gần gũi Chúa được không? Chắc chắn là không. Cho nên hỡi con cái của Chúa, ngày hôm nay cũng như những anh em trên live stream, nền tảng đầu tiên của đạo Chúa là hãy tắm rửa mình đi. Tắm rửa đi. Tắm bằng cái gì? Tắm bằng sự ăn năn. Ăn năn ở đây không có nghĩa là anh em phải từ bỏ những sự đó, nhưng ăn năn ở đây có nghĩa là anh em phải nhận thức được rằng lạy Chúa, những điều con đang có đây, đang sống đây, đang nói đây, đang nghĩ đây không đẹp lòng Ngài. Con muốn nhờ Thánh Linh, nhờ lời Ngài rửa con sạch Chúa, nhờ huyết Ngài rửa con sạch Chúa. Con muốn lọt nó ra Chúa, con muốn quăng cái áo ăn mày này đi Chúa. Đó là ăn mày. Đó anh chị em, nền tảng rất quan trọng. Nhưng tiếp theo chưa hết đâu, Naomi còn bảo Ruth là hãy sức dầu. Sức dầu. Anh chị biết ngày xưa đó, những thiếu nữ được sức dầu là rất là cần thiết. Ví dụ như cô Marie chẳng hạn, có phải giữ cho mình một cái bình dầu quý giá mà phải bỏ ra một năm tiền lương mới mua được. Những cái bình dầu sức vào người, nó nói lên
cái sự cao trọng của cái người đó, địa vị, cái ước muốn, cái khát vọng của cái người đó, cái sự xứng đáng của người đó. Cho nên cái hành động mà Naomi bảo Ruth tới sức giàu, nó được ví như cái sự biến đổi tấm lòng của chúng ta sau khi mình ăn năn. Biến đổi, một tấm lòng được biến đổi, một tâm trí được biến đổi, một suy nghĩ biến đổi, một sự suy ngẫm được biến đổi. Giống như trong Thi Thiên nói, lạy Chúa hãy để cho lời nói miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Nó thay đổi từ bên trong. Trước khi mình hay nghĩ tục, nghĩ bậy, bây giờ mình nghĩ thánh khiết. Trước mình nghĩ đến sự lừa dối, gian tham, bây giờ mình nghĩ đến sự chân thật và tử tế. Trước mình nghĩ đến những cái điều thế tục này, những cái điều dâm ô bậy bạ, bây giờ mình nghĩ đến sự thánh sạch công bình của Chúa. Sự biến đổi bên trong là kết quả thấy được của anh em từ trong lòng mình, do cái hành động tắm rửa mà anh em đã làm. Cho nên dân Báp Tít nói sao anh chị em? Các ngươi phải kết quả cho xứng đáng với sự ăn năn. Nhiều khi con cái Chúa đó nói ăn năn hàng ngàn lần nhưng không có sự sức dầu, không có mùi thơm, bởi vì sự ăn năn đó chỉ trên miệng chứ không phải trong lòng. Chúa muốn cái sự bề trong, Chúa không muốn sự bề ngoài, thưa bạn chị em. Cho nên sự ăn năn là một quyết định bên trong, nó dẫn chúng ta đến sự sức dầu, nó dẫn chúng ta đến cái lúc chúng ta tỏ mùi thơm ra, tỏ mùi thơm bằng ý tưởng, tỏ mùi thơm trong suy nghĩ, trong hành động, trong lời nói của mình. Cho nên sự tắm rửa thật á, luôn dẫn đến sự thơm tho. Anh em có kinh nghiệm điều đó không? Có bao giờ anh chị em bước ra khỏi phòng tắm chưa? Ôi sao thấy người mình thơm thế? Còn lúc bước vào thì sao? Hôi như cứu luôn đó, người ta gọi là hôi như cứu. Không ạ? Bước vô tắm thì hôi, nhưng mà bước ra thì thơm tho. Đó là hình ảnh này. Cho nên anh chị em ơi, nếu ngày hôm nay anh chị em muốn bước vào chỗ an thân và phước hạnh với Đức Chúa Trời, chúng ta cần tỏa mùi thơm. Tỏa mùi thơm của tin lành, mùi thơm của một lòng ăn năn thật. Giống như trong Thi Thiên 51 Chúa nói đó, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Chúa đón nhận nó, Chúa trân quý nó. Và anh chị em sẽ thấy đời sống của mình khác liền. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có thực sự nghiêm túc với điều này không? Và bước cuối cùng, Naomi nói với Ruth hãy mặc quần áo. Cái này cũng phải hiểu ha anh chị em ha. Mặc quần áo không phải là bình thường đâu, tôi ở trường tôi không phải nói vậy đâu, mà ở đây có nghĩa là gì? Ruth bây giờ phải được trang sức một bộ quần áo đẹp nhất trong tất cả bộ quần áo mà nàng có, đẹp nhất. Anh chị em có bao giờ có một bộ quần áo đẹp nhất trong tủ của mình không? Có không? Chắc chắn phải có chứ. Phải có một bộ nào đó mà anh chị em rất là thích. Thì cũng giống vậy về nghĩa thuộc linh, sau khi anh chị em ăn năn sức dầu thì anh em được trang sức cho mình bằng những việc lành mà Chúa Thánh Linh cảm động anh chị em làm. Việc lành, nó phải nảy sinh những việc lành. Vì lời Đức Chúa Trời và đạo của Chúa là dẫn mọi con người đến cái kết quả cuối cùng là gì? Nảy sinh lòng thương xót để làm việc lành cho thế giới này. Anh chị em thấy không ạ? Trước đây mình ích kỷ lắm, nhưng sau khi mình tin Chúa thì mình rộng rãi vô cùng. Đó là việc lành. Trước đây mình chỉ nghĩ cho mình, nhưng bây giờ mình sẵn sàng chia sẻ cho những người kém hơn mình. Đó là việc lành. Trước đây mình chỉ nói những lời cay nghiệt thôi, xui cãi lộn, bây giờ mình nói những lời tử tế chân thành. Đó là việc lành. Anh thấy không ạ? Trước đây mình không bao giờ nói những lời yêu thương chồng của mình, bây giờ mình nói những lời nhẹ nhàng cho chồng mình, cho vợ mình. Đó là việc lành. Những việc lành này nó sẽ bắt đầu phát sinh. Nó phát sinh từ một tấm lòng tỏa mùi thơm. Anh em đi tới đâu thì việc lành nó theo tới đó. Người ta nhìn vào, và Kinh Thánh chép, người ta sẽ thấy việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời. Có đúng không em? Nếu chúng ta bỏ qua cái sự căn bản này thì chúng ta cũng đã cài lệch cúc áo rồi. Ngày hôm nay đó, lúc mới tin Chúa, chúng ta tử tế lắm, chúng ta yêu thương tất cả mọi người, chúng ta làm đủ mọi việc lành. Đi với Chúa một hồi,
chúng ta thấy mình xấu hơn người thế gian. Tại sao nó trở lại? Ích kỷ nó trở lại, chữ nghi ngờ nó trở lại, tất cả những cái sự xấu xa ở đời này nó quay trở lại. Và mình nhìn lại con người mình, ô, sau 5 năm mình đi với Chúa, bây giờ mình trở lại như người trong thế gian, mình chả thấy biến đổi gì cả. Đây là chỗ mà chúng ta cần hết sức lưu ý. Người của Chúa, con cái của Chúa phải được trang sức luôn luôn bằng việc lành. Việc lành khắp mọi nơi. Cái đó là cái chỗ mà khiến cho anh chị em gặp Chúa. Anh chị em nhớ câu chuyện của cọp nay ở trong chương 10 không? Anh em đọc 3 câu đầu thôi, anh em thấy gì? Kinh Thánh chép gì? Cọp nay là một vị đội trưởng của đội quân Italy, nhưng ông là một người kính sợ Chúa. Ông hằng kiêng ăn cầu nguyện và bố thí. Đúng không? Ông bố thí. Cái sự bố thí của ông đến nỗi thiên sứ hiện ra nói là sự bố thí của ngươi đã được thấu đến Đức Chúa Trời. Thấu đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn thấy. Cho nên tôi khích lệ tất cả các bạn trên có 3 điều nền tảng: ăn năn, biến đổi và sinh ra việc lành. Cái này Đức Thánh Linh sẽ giúp. Đức Thánh Linh giúp anh chị em để anh chị em bắt đầu bước vào phước hạnh của Đức Chúa Trời. Tôi gọi này là kết quả của lòng ăn năn. Ăn năn. Đức tin thật được đặt trên lòng ăn năn. Khi anh em có lòng ăn năn đó, có kết quả đó, tôi nói anh chị em đang bước đi trong đức tin thật. Đức tin thật này nó dẫn anh em đến lòng yêu mến khai mở trên lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em sẽ đọc lời Chúa và anh em cảm thấy ham thích để sống với lời của Đức Chúa Trời. Nó không còn là gánh nặng của anh chị em nữa. Mỗi ngày anh chị em sẽ nói: Chúa ơi, còn điều gì nữa để cho con hiểu biết về Ngài? Chứ không phải nhìn vào quyển Kinh Thánh là thấy nó ngắn như ăn mỡ lợn. Đúng không? Anh em biết ăn mỡ lợn chưa? Ngày xưa bên Nga đó, nó có cái món rất là kỳ cục, cái món là sa lơ. Mỡ lợn một tảng như thế này rồi đó, đặt cái dưa hầm á, rồi mùa đông đến rồi cắt ra từng tảng như thế này rồi lát lên bánh mì ăn. Ăn mỡ không vậy? Mà tôi sang đó tôi thử miếng rồi, ăn 3 miếng cái là nó ớn lên tận cổ luôn. Tới tận giờ cũng không thể nào nuốt nổi miếng sa lơ bên Nga là như nào. Chịu không phóng. Kinh khủng. Ăn mỡ vậy đó anh chị. Đó. Cho nên đôi khi chúng ta là con cái Chúa, nếu chúng ta không đặt nền tảng đúng đó, nhìn quyển Kinh Thánh 66 sách này như miếng mỡ lợn của Nga, không nuốt nổi nữa, ngán quá rồi Chúa ơi. Phải không ạ? Nhưng mà khi chúng ta đặt nền tảng đúng á, tôi đảm bảo anh chị em sẽ ôm quyển này suốt ngày. Suốt ngày. Ham thích. Ham thích luôn. Phải không ạ? Ham thích luôn. Có lý do. Có lý do để chúng ta không thích những điều thuộc linh anh chị em. Có lý do chứ không phải tự nhiên đâu. Tôi đảm bảo với anh chị em hãy nhớ điều này. Đức Chúa Trời sinh ra mỗi một chúng ta, Ngài đặt vào trong lòng chúng ta sự ham mến những điều thuộc về Ngài. Đó là tự nhiên. Còn nếu mà mình cảm thấy mình đã ngược lại đó, thì mình là người bất bình thường. Tôi gọi là chết lâm sàng thuộc linh. Đó, nhiễm độc ở đâu đó. Nhiễm độc ở đâu đó. Sai trật ở đâu đó. Chứ không thể nào mà nói là ủa cái bản tính của tôi nó như thế này. Làm gì có cái chuyện mà người thì bình thường, nhưng mà khi nghe đến bài giảng, nghe đến Kinh Thánh thì ngủ gì mà say sưa, ngủ không dở nổi cái mi mắt lên. Cái đó là bất thường. Cái đó là một cái gì đó rất bất thường. Phải không ạ? Phải xem lại ngay mình sai ở đâu, trật chỗ nào. Vì vậy tôi sẽ đi tiếp cho anh chị em 2 điều căn bản nữa mà mỗi một con cái Chúa cần phải ý thức. Và cái điều này thì tôi đã nói rồi, nhưng mà tôi phải nhắc lại ở nơi này. Trong Phi-rơ nhì chương 2 câu 38 chép: các người hãy ăn năn, hãy nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu báp têm để được tha tội mình, rồi nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và ngày hôm đó có 3.000 người chịu báp têm thêm vào hội thánh. Đây là điều căn bản. Điều căn bản. Nhiều con cái Chúa ngày hôm nay đã bỏ qua cái bước này, chạy đến với Chúa để mong chờ một phép lạ nào đó, một cái gì đó tức thì, một cái gì đó muốn cải thiện ngay. Nhưng người đó không bao giờ biết ăn năn là gì, báp têm nước là gì, nhận Thánh Linh là gì. Không biết luôn.
rồi rời khỏi hội thánh trở về nhà. Kiểm tra lại một hồi sau hội thánh thì tôi lành, sao về nhà hết lành. Rồi xong, thôi đi tìm cái đền kia cho nó thiên. Giờ hội thánh hết thiên rồi. Không ạ, đôi khi chúng ta sẽ gặp tình trạng đó. Chúng ta đi lòng vòng và mình không hiểu rằng là bởi vì những điều căn bản của đạo Chúa mình chưa đáp ứng. Tại sao anh em phải chịu báp têm anh em biết không? Đôi khi á, tôi nghĩ là không biết ở đây có không, nhưng mà nhiều con cái Chúa chịu báp têm rồi. Rồi tôi hỏi tại sao anh em chịu báp têm anh em biết không? Mà không biết. Ông mục sư nói nhúng nước rồi tôi nhúng nước thôi. Rồi không biết luôn, không biết tại sao hết trơn. Thì cái việc anh em đi nhúng nước nó không có ảnh hưởng gì đời sống tâm linh em hết á, đúng không ạ? Vì nể quá thôi tôi nhúng cái trời cái sao. Giống như ngày xưa tôi năm 92 tôi tin Chúa đó, cái ông thầy truyền đạo người Nga, ông cứ bảo anh ơi anh nhận báp têm đi, nó biết tôi nói thì đi tôi nhận. Ông đem tôi ông nhúng xuống sông ấy, lên tôi nói cái ông này làm kỳ cục, tôi chả biết ông nhúng tôi làm gì đó. Rồi sau này má sau này gần 6 tháng sau khi tôi tìm hiểu được thì tôi mới nói bây giờ các anh phải làm lại báp têm cho tôi. Bây giờ tôi mới hiểu nè. Còn trước kia là các ông ép tôi làm thì tôi nể quá tôi cho các ông nhúng thôi. Tôi không biết gì cả. Đó là vấn đề. Cho nên ngày hôm nay đó tôi muốn nói là những điều căn bản anh chị em. Tại sao mình phải chịu báp têm? Tại sao Chúa Giêsu phải nói là nếu các ngươi tin và chịu báp têm thì được rồi, còn ai chẳng tin thì bị đón phạt? Tại sao nó có như thế? Tại sao mà 3.000 người đầu tiên là các sứ đồ phải nhúng họ xuống nước hết ngay sau khi họ tin và ăn năn? Tại sao ông Hoàng Quan khi ông được ông Philip giảng cho, đúng không? Giảng cho về Chúa thì ngay lập tức ông chỉ xuống cái suối, ông nói đây nước đây, làm báp têm ngay cho tôi đi, là ông Hoàng Quan nhận báp têm bằng nước luôn. Nhưng mà đôi khi ngày hôm nay đó, sao anh chị em nói với tôi là phải học giáo lý tới 6 tháng rồi mới nhận báp têm, phải không ạ? Mà tôi nói anh chị em không phải vậy đâu. Khi anh chị em ăn năn và tin, hãy nhận báp têm đi, vì nó có một cái ý nghĩa thuộc linh trong cái báp têm bằng nước này. Anh chị em có nhớ câu chuyện mà dân Israel được kéo ra khỏi Ai Cập không? Đúng không ạ? Thoát ra khỏi Ai Cập, đó là hình bóng sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta được kéo ra khỏi Ai Cập là thế gian này. Nhưng sau khi dân 2 triệu dân Israel đi ra khỏi Ai Cập thì họ đã yên thân chưa? Pharaoh đang đuổi theo, à, đúng không? Pharaoh đang đem cả đạo quân của họ đuổi theo. Và dân Israel sợ hãi, bảo thôi chết rồi, kiểu này xong rồi. Trước thì biển đỏ, đằng sau lưng thì quân thù, nó rượt theo. Ngay khi anh em ăn năn tin nhận Chúa, mặc dù anh em được Chúa cứu, nhưng Kinh Thánh chép ma quỷ rình mò để rượt theo anh em. Ma quỷ muốn giật anh em trở lại, đúng không ạ? Anh em tin nhận Chúa ở nhà, ở hội thánh rất là sốt sắng, nhưng về nhà tự nhiên tư tưởng anh em thay đổi ngay. Anh em thôi bây giờ chắc ở đây là bị cái gì cho nên tôi mới tin Chúa, thôi bây giờ tôi trở lại đi, tôi không tin nữa. Về nhà anh chị em sẽ thay đổi. Cái đó không phải anh em thay đổi đâu, quỷ nó thay đổi anh chị em. Quỷ nó thay đổi. Cho nên tôi ước ao đó, sau này nếu Chúa ban cho hội thánh cơ sở đó, tôi sẽ nói với anh chị em tôi sẽ làm gì. Cuộc giảng ở đây, tôi xây cái hồ ở đây nè. Ai tin Chúa tôi nhúng luôn, tức thì luôn. Tôi không cho anh chị em về nhà đâu, chắc chắn không về nhà được đâu. Tôi nhúng luôn, tôi giải thích cho rõ ràng, tôi nhúng anh chị em trong danh của Chúa Giêsu, để cho anh em giữ vững được đức tin. Mà tôi nói lý do tại sao giữ vững đức tin. Sứ đồ Phao-lô nói rằng cái hình ảnh mà dân Israel đi qua biển đỏ là hình ảnh pháp báp têm của chúng ta. Tại nè, tôi đọc anh chị em nghe nè. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 1 câu 3 nè. Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển. Đó, phép báp têm. Hình ảnh đó là gì? Ngay khi dân Do Thái đi qua biển đỏ là làm báp têm, thì Đức Chúa Trời dùng nước biển lấp toàn bộ kẻ thù. Anh em thấy hình ảnh đó không? Lấp toàn bộ kẻ thù.
Con quỷ dâm dục, con quỷ ô uế, con quỷ sợ hãi, con quỷ đói nghèo, con quỷ nào nó đem rượt anh em, ngay lúc anh em chịu bắt em, nó chết ở trong hồ đó. Nó chết trong đó. Anh em được tự do. Đó là quyền năng của báp têm. Quyền năng của báp têm. Cho nên rất là nhiều người kinh nghiệm được rằng sau khi họ chịu báp têm trong sự hiểu biết và tin, thì tự nhiên họ đọc Kinh Thánh, họ hiểu vô cùng. Tự nhiên đời sống của họ có một gì đó bứt phá vô cùng. Trước khi chịu báp têm thì nó cứ lờ mờ lờ mờ. Tại sao lờ mờ? Vì kẻ thù đang truy đuổi anh em. Nhưng sau khi anh em chịu báp têm rồi, thì nước đó chôn tất cả mọi con quỷ ở dưới đó. Anh em trỗi lên và sống với Đức Chúa Trời. Amen. Đó anh chị em. Cho nên những nền tảng này tôi không muốn anh chị em bỏ qua. Đừng bao giờ nghĩ rằng lời Chúa Giê-xu là ít giá trị. Nhiều người ngày hôm nay nói là ôi không cần đâu, các em không cần. Bởi vì người ta không hiểu cái giá trị thuộc linh. Không hiểu giá trị thuộc linh của việc Chúa Giê-xu làm. Không hiểu giá trị thuộc linh mà các sứ đồ đã làm. Cho nên tôi khích lại tất cả anh chị em, những ai chưa chịu báp têm nước, hãy hiểu đi ngày hôm nay và làm đi. Chịu đi, làm đi. Và anh em hãy tin, khi anh em ngôi lên khỏi nước thì anh em bỏ xác những con quỷ ở dưới đó, để anh em sống đời tự do. Tôi không còn con quỷ dâm dục nào tấn công tôi nữa. Tôi không còn con quỷ tham lam nào tấn công tôi nữa. Quỷ nghèo đói nào mày chết dưới đây. Bây giờ ta sống cho Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Đó là đức tin. Đó là đức tin. Cho nên có một lần hồi kỳ còn ở bên Hội Thánh bên 409 kìa, tôi dẫn 7 người đi ra biển Vũng Tàu làm báp têm. Hồi đó ít người mà mướn cả xe đi làm báp têm sang lắm. 7 người ra đó rồi bắt đầu xuống biển. Anh em biết điều gì xảy ra không? Ngay khi họ trồi lên khỏi mặt nước, Đức Thánh Linh giáng xuống, họ nói tiếng lạ luôn. Siêu nhiên lắm anh chị em. Ý như Kinh Thánh vậy đó. Y như Kinh Thánh chép thế nào thì bây giờ được thực hiện lại y xì vậy đó. Các người hãy nhân danh Giê-xu chịu báp têm để được tha tội mình, rồi nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đây là chỗ rất là quyền năng. Cho nên tôi nhắc lại anh chị em nè, không phải đợi cho anh em hiểu hết Kinh Thánh rồi mới chịu báp têm. Không phải đợi cho anh em phải học xong khóa giáo lý 3 tháng 6 tháng rồi mới chịu báp têm. Không đâu. Anh em phải chịu báp têm ngay khi anh em ăn năn và tin Chúa Giê-xu, để anh em có sức mạnh sống cho Chúa. Đó là chỗ chúng ta cần phải nhớ ngày hôm nay. Cho nên tôi nói với anh chị em đó, sau này Hội Thánh mà có thì đến nhóm phải chuẩn bị một bộ quần áo đi theo đây. Không à, những ai mà tin Chúa lần đầu đó, sẵn sàng nhúng luôn. Nhúng luôn. Để gì? Anh em phải bỏ con quỷ lại và đem phước hạnh về nhà mình. Đúng không ạ? Bỏ con quỷ lại. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà tôi muốn nói với anh chị em là gì? Đây là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi nói nhiều rồi, nhưng hôm nay phải nói lại. Tại sao phải nói lại? Bởi vì đó, có một em kia, em rất khao khát Đức Thánh Linh. Và em đến em nhờ tôi cầu nguyện mới đây. Bữa thứ 6 Zoom vừa rồi tôi có nhắc lại đó. Cầu nguyện cho em cũng không nhận được. Không nhận được gì cả. Sau đó em mới nhắn tin cho tôi. Em nhắn mà tôi cảm nhận được trong cái lời nhắn của em có cái vẻ hơi trách móc Chúa. Và em nói thế này: mục sư ơi, mục sư nghĩ thế nào? Em còn điều gì sai nữa mà Chúa không ban Thánh Linh cho em? Em cố gắng em sống yêu mến thánh khiết, đam mê cầu nguyện, mà sao Chúa không ban cho em Thánh Linh? Tôi nghe là tôi biết rồi. Thì tôi mới nhắn lại, tôi mới nói: Con nhận Thánh Linh bởi đức tin chứ không phải bởi công đức. Không phải con làm cho con thánh khiết rồi con mới nhận Thánh Linh, mà con phải nhận Thánh Linh để con có thể sống thánh khiết. Nó khác nhau. Nhiều người ngày hôm nay hiểu ngược. Hiểu ngược rằng là ôi tôi phải tu luyện, phải kiêng ăn, phải kiêng khem cái này, cố gắng nỗ lực để công bình, để con nhận Thánh Linh. Thế công bình rồi nhận Thánh Linh chi? Nhận chi nữa? Thánh rồi nhận làm gì nữa? Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho chúng ta để giúp cho sự yếu đuối chúng ta anh chị em à. Khi chúng ta còn là những người yếu đuối, Ngài sẵn lòng đổ Thánh Linh để chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ cho Ngài. Đây là ân điển. Và khi tôi nhắn lại cho em đó câu đó, thì em đã về bắt đầu em cầu nguyện. Anh em biết điều gì xảy ra? Ngay hôm sau nhận Thánh Linh luôn. Trong khi 10 năm trời không có được.
Lạ chưa? Cho nên cái vấn đề nó nằm ở chỗ cái đức tin anh em nó phải đúng. Nền tảng phải đúng. Nếu chúng ta cài cúc áo đầu tiên đã sai, 5 cúc còn lại sẽ sai luôn. Và ngày hôm nay chúng ta đang có một cái thiên hướng về cái một cái xu hướng về cái sự dạy dỗ rằng chúng ta nghiêng về luật pháp hơn là ân điển của Chúa Giêsu. Chúng ta nghiêng về cái chỗ là mình phải nỗ lực làm cái gì đó để mua lòng thương xót của Đức Chúa Trời, mà không biết rằng Chúa Giêsu đã làm tất cả cho chúng ta rồi. Chúng ta phải nghĩ lại đi. Chúa Giêsu biết chúng ta yếu đuối, Ngài chết cho chúng ta, Ngài đền tội cho chúng ta, Ngài chịu nghèo để chúng ta được giàu, Ngài chịu thương chịu khó để chúng ta được bình an, Ngài chịu vết để chúng ta được tươi mới trong tâm hồn mình. Mà đôi khi đó chúng ta lại nghĩ ngược lại. Chúng ta gạt Chúa Giêsu ra một bên, rồi chúng ta tự cố gắng nỗ lực chính mình. Chúng ta bắt đầu nhận được chút đỉnh nào đó, bắt đầu chúng ta đi khoe với hàng xóm láng giềng rằng đó, tôi thánh như vậy cho nên Chúa mới cho tôi điều này điều kia. Làm gì có chuyện đó. Làm gì có. Tất cả tôi vọng bạn cho em nhận được từ Đức Chúa Trời là nhờ Chúa Giêsu, nhờ những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Cho nên tôi nhắc lại anh chị em, những ai chưa nhận được Đức Thánh Linh, hãy nhớ nè, bởi đức tin anh chị em nhận được, chứ không phải bởi công đức. Không phải bởi công đức. Đây là lý do tại sao mà rất là nhiều người mới tin Chúa thì nhận Thánh Linh rất dễ, còn tin càng lâu thì nhận càng khó. Mới tin Chúa nhận dễ lắm. Tiên sưng Chúa Giêsu xong cái ta nói nhận Thánh Linh đi, nhận luôn, nói tiếng lạ như bắp rang luôn. Còn 5-10 năm rồi cứ đi lần quần không nhận được. Tâm linh khô hạn. Vì chúng ta đặt nền tảng bị sai. Vì vậy anh chị em, khi nào thì nên trở lại điểm xuất phát? Chắc anh chị em hiểu rồi, phải không ạ? Đó. Và còn 5 phút nữa tôi muốn nói một chút xíu như thế này, về một cái đời sống căn bản để chúng ta bước vào phước hạnh với Đức Chúa Trời. Sau khi chúng ta đã có những nền tảng này rồi, chúng ta bước đi ra sao? Chúng ta làm gì đây? Mỗi ngày với Chúa như thế nào đây? Đây là chỗ hết sức quan trọng. Kinh Thánh mô tả Chúa như mặt trời công chính chiếu ra những tia sáng, và trong các tia sáng đó có sự chữa lành. Malachi có nói chép như vậy. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuột. Nên thấy không ạ? Cho nên anh chị em đã đặt nền tảng đúng rồi, thì mặt trời công chính đang chiếu trên anh chị em, và những tia sáng đó đang chiếu. Cái điểm thú vị tôi muốn nói với anh chị em như thế này nè. Có một cái nghiên cứu, người ta nghiên cứu như thế này anh chị em. Nếu một người lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ví dụ như từ 6 tháng trở lên không tiếp xúc, thì người đó đột nhiên trở nên trầm cảm, mệt mỏi kinh niên, ảnh hưởng đến chức năng nhận thức và cách giao tiếp với mọi người. Cơ thể bị thiếu vitamin D một cách trầm trọng, và mọi hệ thống miễn dịch của người đó suy yếu đến mức độ hơn tí là bệnh. Đó là người bình thường trong ánh sáng tự nhiên này nè. Anh em thử đi, xây cái nhà xong rồi đóng kín cửa vô đó ngồi 6 tháng đi, bước ra sẽ biết. Không à, anh xem thấy mình như người điên điên. Đó là ánh sáng mặt trời đó. Và tôi sẽ liên hệ điều này với ánh sáng mặt trời thuộc linh của Đức Chúa Trời. Điều gì xảy ra nếu anh xem lâu ngày không ở trong sự hiện diện của Chúa, không mật thiết với Chúa, không trò chuyện với Chúa, không dành thời giờ để phơi nắng với Chúa? Anh em hiểu ý không ạ? Phơi nắng. Có những người ở thành phố này không biết, chứ những người ở những vùng quê nhiều ánh nắng mặt trời là sáng ra họ phơi nắng. Họ phơi nắng để cho cơ thể của họ được cân bằng. Anh em có để ý là những ngày nắng đẹp thì tâm trạng anh em rất là cởi mở không? Còn những ngày mà mặt trời bị u ám thì bắt đầu câu có không? Có thấy không? Đó là cái biểu hiện. Cho nên khi anh chị em ở dưới ánh sáng của Chúa, mặt trời công chính của Chúa chiếu, và anh em chịu ở dưới sự hiện diện của ánh sáng đó, thì tâm linh của anh chị em trở nên năng động cực kỳ. Năng động lắm, nhạy bén lắm. Anh em không bị trầm cảm thuộc linh, không bị mỏi mệt thuộc linh một cách kinh niên. Có những người ngày hôm nay bị trầm cảm thuộc linh,
có nghĩa là không biết gì hết trơn, cứ trơ. Đúng không? Trong buổi nhóm thánh linh hiện diện, mọi người được nhảy nhót vui mừng, nước mắt chảy, ca hát ngợi khen Chúa, còn mình cứ đứng dậy. Tôi gọi là trầm cảm thuộc linh, nó đụng chạm gì đó, cứ đến đứng trên đó bảo mọi người về kể hôm nay Chúa đụng chạm tôi ghê mà. Vậy hả? Sao tôi không biết gì trơn vậy? Tôi gọi đó là trầm cảm thuộc linh, không còn cảm nhận được nữa. Vì sao? Vì quá lâu ngày người đó không ở dưới ánh sáng của Đức Chúa Trời, thiếu vitamin D, và mọi hệ thống miễn dịch thuộc linh đã bị biến mất. Virus xâm nhập, các thứ ma quỷ xâm nhập, khiến cho người đó mỏi mệt kinh niên, đụng gì cũng mệt, mở miệng ra chán lắm, chán lắm. Anh em đã gặp người đó chưa? Chán lắm, cái gì cũng chán hết. Anh cũng chán, ngủ cũng chán, đọc kinh thánh cũng chán, đi chạy hè cũng chán, đi bồi linh chán hết, cái gì cũng chán, miễn nằm trên giường lăn qua lăn lại là không chán thôi. Đó anh chị em. Cho nên cái bí quyết để cho chúng ta là gì? Chúng ta phải tìm được ánh sáng của Chúa mỗi ngày. Hãy ở nơi kín nhiệm với Chúa. Hãy dành thời giờ ở nơi kín nhiệm của Chúa. Nơi đó mặt trời công chính của Ngài sẽ chiếu lên anh chị em, chiếu lên anh chị em, và tâm linh anh chị em bắt đầu sản sinh ra đủ các thứ chất cần thiết để duy trì một đời sống khỏe mạnh trong Chúa. Đó, tôi đọc anh em mấy câu ở đây, mấy câu kinh thánh ở đây rất là hay nha, mà anh chị em sẽ thấy. Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại rồi cầu nguyện với cha ngươi. Ở nơi kín nhiệm đó, cha ngươi là đấng thấy chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Anh em muốn được Đức Chúa Trời thưởng không? Hãy ở nơi kín nhiệm với Chúa. Được chưa? Rồi. Khải Huyền chương 3 câu 20. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và chỉ người với ta. Anh em thấy chưa? Cái đây là cái chỗ mà chúng ta được phơi nắng cùng với Chúa đây. Chỉ với Chúa thôi. Rồi. Thi Thiên 91 câu 1. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được ăn ở dưới bóng của đấng toàn năng. Chúa sẽ bao phủ chiếu rọi chúng ta. Vì vậy anh chị em, ngoài những nền tảng ở trên, tôi khích lệ tất cả con cái Chúa có mặt ở đây. Anh chị em muốn có một đời sống tâm linh mạnh mẽ không? Nếu muốn có, thì anh em hãy ở thật nhiều với Chúa nơi riêng tư. Chỉ cách đó thôi. Và đời sống tâm linh chúng ta càng mạnh, thì chúng ta lại mang vác càng nhiều thứ trên đời này. Đời sống tâm linh em càng mạnh, thì Chúa mới có thể ban tài sản, tiền bạc, danh lợi, quyền cho anh chị em. Vì sao anh chị em biết không? Nếu lúc đó anh chị em mới có thể mang nó nổi. Còn nếu đời sống tâm linh anh chị em yếu, mà anh chị em đòi Chúa ban cho anh chị em những thứ đó, nó sẽ giết chết anh chị em. Tham lam nó giết chết, quyền lực nó giết chết, tất cả tiền tài anh chị em có, nó tống anh chị em vô tù ngồi 30 năm là kết thúc cuộc đời luôn. Rất nguy hiểm. Tại sao có một những người bị như vậy? Là bởi vì đời sống tâm linh của họ quá yếu, mà lại đòi quá nhiều thứ ở đời này, không xứng đáng, không phù hợp. Chúa rất không ngon. Anh em xin cho 1 tỷ đô đúng không? Tôi biết là Chúa sẵn lòng sẽ cho anh chị em 1 tỷ đô, với điều kiện tâm linh anh chị em phải mang được 1 tỷ đó. Còn không mang được Chúa không cho đâu. Chắc chắn không cho. Vì sao? Nếu cho sẽ giết chết anh em. Anh em bây giờ có ít, chưa có tỷ, anh em sống rất đạo đức phải không ạ? Nhưng có 1 tỷ vô mà anh em không có đời sống tâm linh đúng đắn, nó biến anh em thành con người khác, và nó sẽ giết chết anh em. Vì vậy anh chị em ơi, phải có một đời sống tâm linh mạnh mẽ, nơi riêng tư với Đức Chúa Trời, dựa trên những nền tảng căn bản mà tôi vừa chia sẻ cho anh chị em. Đây là con đường bước đi với Chúa, chậm nhưng mà chắc. Chậm mà chắc. Thà mình đi chậm mà nó tới đích, còn hơn đi nhanh mà nó ngã đầu xuống vực á, chết lâm sàng ở nửa đường cuộc đua. Không nên. Đúng không em? Chậm thôi. Mình đi chậm thôi, nhưng mà cuối cùng đi tới đích. Anh chị em nghe câu chuyện con rùa với con thỏ đua nhau chưa? Đó, câu chuyện đó thật sự là câu chuyện ngày xưa trẻ con học mới thôi à. Nhưng tới lớn là nó rất ý nghĩa đó. Khi mình làm người lớn rồi mà thấy ý nghĩa. Con rùa thì cứ chậm rãi từng bước thôi, con thỏ thì chạy
như vùng 50 km/h, nhưng mà đứng lại ngắm hoa, ngắm trời, ngắm cảnh, ngắm hỏi cái thay rùa tới đất mất, còn anh đâu lang thang ở đây. Ở cuộc đời chúng ta cũng giống vậy, mình cứ tập trung vào mục tiêu, đi từng bước nhỏ chậm mà chắc. Và nhớ nè, hãy cài cho đúng cúc áo đầu tiên. Anh em không? Quan trọng nhất là cúc áo đầu tiên phải đúng. Nếu nó không đúng, trời qua khác, nắp xây lại. Cho nên bài giảng ngày hôm nay tôi nói vậy, khi nào thì trở lại điểm xuất phát? Nếu nền tảng chúng ta đã sai, hãy trở lại điểm xuất phát. Amen chị em. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Amen. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Nào, tất cả chúng ta đồng đứng mình cầu nguyện với Chúa trong thời giờ này. Dạ, cảm ơn Ngài. Tôi muốn tất cả hội thánh của Chúa hướng lòng về Ngài. Dựa theo những gì tôi vừa chia sẻ và anh chị em vừa nghe, anh chị em có thể trình bày với Đức Chúa Trời nỗi lòng của mình. Có thể ai đó cần phải tắm rửa ngày hôm nay. Có thể ai đó cần được sức dầu ngày hôm nay. Ai đó cần được mặc quần áo ngày hôm nay. Ai đó cần nhận báp têm hôm nay. Ai đó cần nhận thánh linh hôm nay. Ai đó cần phải dành thời giờ nhiều hơn trong chốn riêng tư với Chúa hôm nay. Đây là những nền tảng rất căn bản để đưa đời sống tâm linh của tất cả anh chị em bước lên một tầm mới, để có thể đón nhận những trọng trách cao hơn, nặng hơn, và có thể bước đi với Chúa một cách vững vàng và cuối cùng chạy đến đích anh chị em. Nào, lạy Chúa, chúng con đến với Ngài để cầu nguyện. Và mỗi một ông bà anh chị em con đang đứng tại nơi này để tìm kiếm sự dạy dỗ của chính Thánh Linh Ngài. Đức Thánh Linh ơi, con tin rằng Ngài muốn cho anh em con có một chỗ an thân và được phước trong cuộc đời của mình. Con cầu xin Cha trên trời cao, hãy đổ Thần Linh của Ngài xuống và chạm đến mỗi một tấm lòng đang ở nơi đây. Lạy Chúa, Ngài biết rõ anh em con đang cần điều gì. Ngài biết rõ anh em con cần thay đổi điều gì. Ngài biết rõ anh em con cần phải bắt đầu lại từ chỗ nào. Ngài biết rõ anh em con cần phải tiến lên thêm ở tới mức nào. Mỗi một người, Đức Chúa Trời ơi, Ngài hãy thăm viếng và dạy dỗ giờ này. Tôi muốn tất cả anh em hướng lòng với Ngài và cầu nguyện cho bản thân mình. Cầu nguyện cho bản thân mình đi anh em. Anh em hãy nói với Ngài, Chúa ơi, con quả thực cần Ngài. Xin Chúa dạy con qua lời Ngài buổi sáng này. Đức Thánh Linh Ngài sẽ ở đây. Đức Thánh Linh Ngài chạm anh chị em mình. Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ anh chị em mình. Đức Thánh Linh sẽ nâng đỡ dẫn anh chị em vào cõi phước hạnh giờ này. Oh, hallelujah. Tiếp đi anh chị em, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Chúa. Jesus. Hallelujah. Jesus, xin thân Ngài đến với chúng con. Xin đám mây vinh hiển của Ngài đến với chúng con. Xin đám mây vinh hiển của Ngài ngự giữa chúng con. Xin thân Ngài đến và chỉ cho anh em con điều anh em con cần giờ này. Lạy Chúa trong danh của Giêsu quyền năng. Ôi con cầu nguyện Cha ơi, hãy đến với anh em con giờ này. Chạm vào lòng, chạm vào lòng, chạm vào lòng, chạm vào lòng, chạm vào lòng anh em con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Oh, hallelujah. 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 Anh em hãy nói trước mặt Ngài, Thánh Linh ơi, hãy đến trên con giờ này. Thánh Linh ơi, con cần Ngài dẫn con đến ngôi ân điển và phước hạnh của Đức Chúa Trời. Anh em hãy kêu đi nào. Hãy nói đi nào, hãy nói đi nào, hãy nói đi nào, hãy nói nào. Tôi nói rằng chỉ cái thân của Đức Chúa Trời mới giúp anh chị em giờ này thôi. Hãy nói với Thánh Linh của Ngài dẫn anh chị em đến ngôi ân điển, đến nơi phước hạnh, đến nơi bình an, đến những nơi mà anh chị em có thể đạt được những điều mà Đức Chúa Trời muốn trong kế hoạch cuộc đời của mình. Oh, hallelujah. Jesus, 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 chạm Chúa ơi, hallelujah, chạm Chúa ơi, hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài,
Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy thật lòng trao cuộc đời mình cho Chúa giờ này. Anh chị em hãy thật lòng nói rằng: Chúa ơi, con đứng đây để một lần nữa con tái dâng toàn bộ cuộc đời con cho Ngài. Đức Thánh Linh ơi, hãy giúp con, giúp con, giúp con. Con trao hồn con, linh con, thân thể con, gia đình con, kế hoạch con, tương lai con cho Ngài. Chúa ơi, hãy giúp con, giúp con, giúp con, giúp con, giúp con, giúp con đi trên những nền tảng đúng trong lời Ngài. Lạy Chúa, hãy khai trí mở lòng. Lạy Chúa, hãy đổ thân mặc khải thần khôn ngoan trên con giờ này. Anh em hãy cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào. Xin thần khôn ngoan, thần mặc khải đổ trên con giờ này. Oh, hallelujah. 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 Tiếp đi anh chị em, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Anh chị em hãy nói: Thánh Linh ơi, con khao khát Ngài. Đấng dẫn con đến với Đức Chúa Trời ơi, con khao khát Ngài. Hãy đầy dạy con giờ này, để con có thể sống thánh khiết cho Ngài, để con có thể sống trong sự hiểu biết khôn ngoan với Ngài, để con có thể biết được Ngài nhiều hơn. Thánh Linh ơi, đổ đầy lòng con. Mỗi một anh chị em hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Oh, hallelujah. Jesus. 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 Tôi kêu danh của Chúa trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này. Hallelujah. 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 Tôi kêu danh quyền năng của Chúa Giêsu trên em giờ này. Tôi kêu danh quyền năng của Chúa Giêsu trên em giờ này. Mọi kẻ thù phải bị chôn sống giờ này. Mọi kẻ thù trên trời phải bị chôn sống giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Oh, hallelujah. 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 Anh chị em biết không, khi mình thật lòng ăn năn trước mặt Chúa, khi mình thật lòng quay trở lại với Đức Chúa Trời, sẵn lòng tha thứ và đem ra khỏi tấm lòng mình tất cả những ý tưởng cay đắng, buồn giận, thất vọng, tuyệt vọng, chỉ trích, nói hành, nói xấu, khi mình thật lòng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con thực sự cần Ngài, con đến với Ngài, thì lúc đó Chúa Giêsu sẽ trở lại và ban Thánh Linh cho anh chị em. Hãy tin đi, hãy tin tôi đi. Chúa đang đợi anh chị em giờ này. Tôi đang cảm nhận rằng Đức Chúa Trời Ngài đang kêu gọi mỗi một anh chị em giờ này. Hãy nói với Chúa điều đó, và để thực sự Đức Thánh Linh đụng chạm cuộc đời mình trong buổi sáng hôm nay. Chỉ có lòng ăn năn thống hối thì Đức Chúa mới đón nhận thôi anh chị em. Anh chị em muốn điều gì? Có phải anh chị em muốn một đời sống bứt phá không? Anh chị em muốn một đời sống tươi mới, một đời sống thánh sạch, một đời sống bình an, một đời sống tăng trưởng. Chúa đợi anh chị em hãy nói với Ngài: Lạy Chúa, con xin trao dâng cho Ngài mọi yếu đuối của con. Con yếu đuối Chúa ơi, xin Chúa giúp con giờ này. Thánh Linh ơi, đến đổ lòng vào lòng con giờ này. Con cần Ngài. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời bắt đầu đổ Thánh Linh Ngài đến. Thần của sự ăn năn, thần của sự thống hối, thần của sự phước hạnh, thần của tình yêu đến trên hội chúng Chúa giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ, anh em hãy cầu nguyện. Tôi cảm nhận Chúa đang ở đây để kêu gọi điều đó đến cho em. Mỗi một anh em nhất định buổi sáng nay phải chạm đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chạm đến Thánh Linh của Chúa. Chúa ơi, con cầu. Chúa ơi, con cầu nguyện mình. Chúa ơi, hãy tu đổ thần. Chúa ơi, con cần Ngài đến với hội chúng của Ngài. Con cần Ngài đến và đem sự thay đổi đến cho Thánh Linh Chúa. Lạy Chúa, đem đến sự thay đổi cho dân sự của Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện.
hallelujah. Oh hallelujah. Trời, Trời hãy đem sự thay đổi cho dân sự của Ngài. Con cầu nguyện giờ này. Hallelujah. Jesus. Anh em hãy kêu danh Chúa Giêsu lên. Anh em hãy kêu danh Chúa Giêsu trên cuộc đời mình. Hãy kêu danh Giêsu trên hoàn cảnh của mình. Hãy kêu danh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ơi, hãy giúp con. Oh hallelujah. Jesus. Trong danh Ngài có quyền năng. Hãy đáp ứng dân sự của Ngài. Hallelujah. Oh, hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Mọi sin phải bị bẻ giờ này. Mọi sức phải bị bẻ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu. Sự của Đức Chúa Trời, bất kể quyền lực đó tên gọi là gì, con bỏ sinh xích phải bị tháo túng giờ này. Amen. tháo túng giờ này, mọi kẻ thù phải bị chôn sống giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ, hãy được tự do. Tôi công bố sự chữa lành. Tôi tuyên bố sự giải cứu. Tôi tuyên bố sự ban phước giờ này. Tôi đây chạm họ Chúa trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Anh em hãy nghe tôi nói một vài lời trước khi chúng ta tiếp tục cho đời sống tâm linh của mình. Có một quyền năng ở trong danh của Chúa Giêsu.
Khi anh em kêu danh Chúa Giêsu trên hoàn cảnh của mình, tôi nói với anh chị em rằng hoàn cảnh nhất định phải thay đổi. Amen. Khi anh em kêu danh của Chúa Giêsu trên những quyền lực đang hãm hiếp đời sống mình, tôi nói quyền lực đó nhất định phải bị bẻ gãy. Có một quyền năng trong danh Chúa Giêsu. Khi chúng ta kêu danh Ngài thì thần của sự chữa lành sẽ đến trên anh em, thần sự giải cứu sẽ đến trên anh em, thần sự cứu rỗi và thần ban phước sẽ đến trên anh em. Đằng sau danh Chúa Giêsu, tôi muốn hội thánh của Chúa ngày hôm nay mình phải bắt đầu học cách sử dụng danh Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. Mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống trước danh đó. Mọi miệng lưỡi phải xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa của quân quốc. Toàn bộ vương quốc này Chúa đang cai quản. Amen, yeah. Amen. Hãy tin điều đó nha. Anh em đang gặp điều gì? Tài chánh chăng? Bệnh tật chăng? Hoàn cảnh nào chăng? Gia đình chăng? Hãm ép chăng? Áp lực chăng? Bế tắc chăng? Hãy kêu danh Chúa Giêsu trên hoàn cảnh của mình giờ này. Lạy Chúa, con cầu nguyện để danh của Ngài được thể hiện quyền năng giờ này. Con cầu nguyện để bất kỳ ai kêu danh của Ngài giờ này, họ được giải cứu, họ được chữa lành và họ được tự do. Lạy Chúa, hãy giúp đỡ giờ này. Con cảm ơn Ngài. Anh em bắt đầu đi ạ. Hãy kêu danh Giêsu. Hãy kêu danh Giêsu trên bệnh tật của mình. Hãy kêu danh Giêsu trên tâm linh mình. Hãy kêu danh Giêsu trên con cái mình, trên gia đình mình, trên tài chính mình, trên sức khỏe mình, trên hội thánh mình, trên chức vụ mình, trên vợ mình, trên chồng mình, trên con mình. Hãy kêu danh Giêsu. Trong tâm linh của tất cả các bạn trẻ đang có mặt buổi sáng ngày hôm nay. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Amen. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Tôi biết Chúa đang thăm viếng một cách cá nhân rất nhiều người ở đây. Chúa đang thăm viếng một cách cá nhân từng người. Và Ngài hiểu rõ anh chị em cần gì. Anh chị em cũng biết rõ anh chị em cần gì trước mặt Ngài.
Chúa đang thăm viếng một cách cá nhân, Ngài đụng chạm một cách cá nhân. Và tôi nói anh chị em rằng anh chị em sẽ không như cũ nữa đâu sau khi trở về nhà. Đời sống anh chị em sẽ bắt đầu có một sự bứt phá, thay đổi rõ ràng, rành mạch ở bên trong. Đó là sự chắc chắn. Cảm ơn Ngài thật nhiều. 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 Yes. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Chị mày hướng lòng về Ngài. Tôi sẽ có một vài lời mà Chúa bày tỏ để nói cho anh chị em giờ này, cho từng cá nhân ở đây. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng biết hết á, biết hết, biết hết tất cả những nỗi lòng của anh chị em, và gặp anh chị em gặp trăn trở chỗ nào, điều gì, Chúa biết. Câu trả lời ở trong Chúa Giêsu. Câu trả lời ở trong Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài. Chị mày hướng lòng về Ngài. Hướng lòng về Ngài. Đây là giờ mà Đức Thánh Linh ban phước đụng chạm cho anh em những lời có thể khiến anh em được khích lệ. Amen. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chạm hòa Chúa. Chạm hòa Chúa. Chạm hòa Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.